Shop Nick tự động, sĩ cao shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Đây à, cái đậu xanh này đây à. Cái đậu xanh đây à, đây à. Ok. Một kill đầu tiên suýt chết anh em ơi. Hình như là có người à, quần máu cái đã. Cứ quần máu cái đã anh em ơi, chơi game cho tự tin nào. Ok. Cuốn cho full luôn các bạn ơi, có người. Đứng lại em ơi. Đứng lại em ơi, ui. Đứng lại. Hai kill rồi anh em, đơn giản thôi mà. Để mình vào trong xem kiếm đồ đấy nhỉ anh em. Hòm sắt này còn gì không nhỉ? À nó có đại tử liên này. Ui 33 luôn, chất chơi người rơi. Có 33 luôn thì quá ổn rồi anh em ơi, quá đã. Mình sẽ cuốn thêm một túi máu nữa cho nó full máu này. Full máu 200 trên 200 máu anh em sẽ chơi game tự tin hơn rất nhiều nhá. Em đứng ở ngoài này này. Ơ à. Nó bị mất mạng thì phải anh em ơi, 3 kill. Nhẹ nhàng nhở. À quên, chắc là nó bị mất mạng từ đầu game ấy. Thế nên là đâm ra ấy, nó không có gì cả anh em ơi, đồ nghèo vãi chưởng. Đây nữa hả? Đậu xanh kia, đứng lại. Đứng lại em ơi. Dựng một kéo đấy hả? Ok thôi. Dựng một kéo đấy hả? Ok thôi. Muốn gì em ơi? Qua đây, anh có lựu này. Anh có lựu này. Anh có lựu này. Anh có lựu này. Làm sao đấy em ơi? Chạy đâu hả em? Tính chạy đâu hả em ơi? Tính chạy đâu hả em ơi? Cái đầu xanh này tính chạy đâu hả em ơi? Lên bảng. Lại còn nó gai cả mìn nữa anh em ơi. Hay lắm em ơi, nhưng mà ăn nổi anh được đâu. Ui vãi trưởng, chạy lẹ. Xíu đai anh em ơi, dã man. Quần báo đã. Làm gì mà căng vậy bạn ơi? Vừa hạ xong từ kia cái thẳng ở dưới bàn luôn này. Dã man nhờ. Từ từ để mình lút đồ cái đá bạn ơi. Bạn ơi đừng vội nha, lút được túi máu rồi, còn máu. Còn máu thôi anh em. Đấy, chúng ta phải chơi an toàn như vậy anh em ơi. Nãy là suýt gãy cánh rồi. Hên là vẫn đang còn sống này. Đạp đạn nhá. Lượm thêm túi máu này. Ok, bơm cho full luôn. Full luôn chứ ngại gì mà không bơm hả mọi người. Đạn súng chơi như này thì quá nhiều rồi. Vứt bớt đi anh em ơi này. Vẫn đang còn nhiều lắm. Tầm này là ổn nha anh em ơi. Đó, đạn súng trường thì tầm khoảng là 150 viên là ổn rồi. Đấy hả? Làm sao đấy em ơi? Đấy hả? Làm sao đấy em ơi? Vỡ đầu luôn thanh niên. Đứng đấy mà canh anh đấy hả? 5 kill luôn anh em ơi. Ngon lành cành đào. Ok, và mình đang có là 6 túi máu nhá. Tầm này là ổn rồi. Chuẩn bị lên cổng chân nào mọi người. Lại thêm máu này, 7 túi máu luôn. Mỗi tội bom keo giờ chưa có quả nào. Đây sẽ là cái vòng bo đầu tiên nha anh em. Bây giờ thì tầm khoảng là gần nửa phút nữa. Đấy thì bo nó sẽ thu lại. Cái điều quan trọng là tôi sẽ lên thẳng cổng trời để đi săn mạng nha anh em. Lên cổng trời luôn chứ ngại gì nhở. Xem có đứa nó không. Cho chúng nó lên bảng điểm số hết luôn này. Còn lại 19 người chơi nữa trong vài đấu này nha mọi người ơi. Lên trên xem thế nào nhở. Người đâu? Đứa nào trên này? Mình chưa thấy ai trên này cả anh em ơi. Chứ thấy là mình sấy xanh mộ cho nó rồi. Người đâu nhỉ? Ồ, không có thấy các bạn ơi. Có bên này xíu coi, xem như nào chứ nhở anh em. Ngoài này thì... ui, chỉ là túi máu thôi. Cái điều quan trọng là bây giờ mình sẽ phải kiếm thêm bom keo đấy. Với lại thêm được đạn tiểu liên thì ngon. Hôm sát này anh em. Thêm được xíu đạn tiểu liên nha. Ê, ngon anh em ơi. Thêm bao nữa là ổn rồi. Mình sẽ vẫn thêm một bao đạn tiểu liên nữa anh em ơi. Người đâu vậy? Bên này hả? Hình như là ở căn nhà... căn nhà gà này anh em ơi. Căn nhà một cửa đây nhá. Mình có một quả lựu này. Ăn lựu đi em ơi. Rồi chạy đi em. Xem chú chạy đi đâu.
Trách mìn này anh em, không có mìn nhá. Nó đang ngồi sau thùng gỗ, tôi chắc chắn là như vậy luôn. Em ơi, không có à, thế này mình nhầm rồi. Lại nhầm nhọt sang trồng trọt rồi các bạn ơi. Có người ở bên này thì nó đúng hơn này. Đấy anh em thấy chưa? Bây giờ chạy lẹ qua luôn anh em ơi, sơ luôn cho nó nhở. Đấy, bắn nhau rất là căng nha anh em. Làm sao để mấy đứa bên này? Anh cho mấy đứa lên bảng điểm số hết bây giờ. Người đâu? Chỗ nào em ơi? Ui, xế nhau gắt thế mình lại sợ anh em ơi. Xế nhau gắt thế mình lại sợ này anh em. Thằng nào nữa? Mình nghe tiếng chân gần lắm anh em. Chắc chắn là có một thằng nữa. Đứa nào? Ở dưới đấy hả? Biết ngay mà anh em. Xong luôn, 7 kill ngon lành nhở. Mấy thằng rơm rơm này sơi kẹo thế nào hả anh em? Đây, xem có băng keo không. Lượm thêm tí băng keo là perfect rồi nha các bạn. Đây này, trang bị súng này, rất là ổn nhá. Ê, nó có cả cái ô da này. Ô da luôn anh em ơi. Ê, đổi lộn súng. Chỉ là đổi lộn súng thôi anh em ơi. Đây này. Đó, anh em thấy đồ như này đã chất chưa anh em? Thêm xíu đạn súng trường nhỉ. Lựu đạn này cũng ok nha. Mình sẽ check xem hòm sắt này, thằng này có gì ngon không anh em. Giáp chống nổ này hơi nát nhưng mà mình có sửa giáp anh em. Quá đã luôn này. Giáp nó gần như mới luôn anh em. Chết. Có mấy quả lựu nha. Ok ok. Ý thôi mọi người. Mình đã có 6 quả lựu này. 3 bóng keo này. Đây nhá, ui thính nhiều chơi anh em. Thế thì cứ chạy theo cái rìa đồi này. Đứa nào mà chạy lên là sấy luôn anh em. Khá là hóng top 1 trong trận đấu này. Người đâu nhìn được mình con nào? Đâu chỗ nào? Ba cái thính này thì khá là sát nhau luôn nha anh em. Mình ăn cái nấm coi. Tại thiếu có 5 máu à? Bấm máu phí quá, cho nấm EP nó tự cộng vào HP đi. Full luôn, ngon. Ê, có người bên này, bên này. Bên này anh em ơi, bên này anh em ơi. Bên này anh em ơi, mày chạy đâu em ơi. Mày chạy đâu em ơi. Chạy đâu em ơi. Cái đậu xanh này. Xài súng gì vậy em ơi. Xài súng gì vậy em. Tính sơi anh thì đâu có dễ hả em ơi. Thêm một keo này, ngon. Để mình sẽ sửa giáp cái đã này. Ok ok. Mấy thằng rơm rơm này sơi mình đâu có dễ hả. Mình sẽ lượm thêm hai quả bóng keo nha anh em. Đó, nó phải là như vậy. Ở đây có một cái ống ngắm nhiệt này. Cũng là khẩu độ 4x, chơi cũng ngon này. 8 kill rồi nha các bạn ơi. Let's go nào. Mình check thính này coi xem có gì không nhá. Ui, tận 20 mắt xem luôn. Let's go. Tầm này mình nghĩ là bo là ok rồi. Ba mấy giây nữa. Đấy, bo nó thu lại rồi. Nên là bo tầm này thì rất là ổn nhá. Let's go anh em ơi. Thính ngay ở dưới này. Không biết là thính hay là mo thật chắc nhỉ anh em. Thôi kệ, cứ xuống coi xem thế nào nhỉ. Ê, kiểu này mình nghĩ là xe mo thật chắc rồi anh em ơi. Anh em thử đoán xem. Có phải không nhỉ? Đấy đấy. Biết ngay mà. Thôi lấy tạm con này chạy đi săn mạng cũng khá là ok nhá. Còn lại 6 người chơi nữa thôi nha anh em này. Vào UAV check này. Không có người. Đủ. Tôi có thấy ai đâu anh em. Đây để mình xuống dưới coi. Chứ bên trên là không có người nha các bạn ơi. 6 người chơi nữa nhé này. Ồ ồ. Mình qua tận bên này rồi vẫn chưa thấy ai này. Cơ bản là bo thì vẫn đang còn khá là to này. Ui. Đây, giờ còn lại 5 người nha anh em. Mình sẽ phải chiến đấu với 5 thanh niên nữa. Cứ chạy lờ coi. Ê, lại thỉnh rơi, lại thỉnh rơi.
Mình thật sự là không ham thính lắm. Đấy bởi vì là anh em thấy chưa? Mình đã có cảo da rồi mà anh em. Nên là không cần luôn. Chạy xe xung quanh này xem thằng nào mà nó đi lầm thính ấy. Nó đi lầm thính là cán luôn anh em ơi. Có một thật chắc này. Xe to bánh to lốp to để làm gì hả anh em? Người đâu? Ấy bên này bên này. Mãi ngoài này có một đứa nha anh em ơi. Không ngờ là có đứa lại chạy ra mãi ngoài này. Đâu chỗ này em ơi? Hai đứa luôn cả. Gát. Trong nhà này hả? Phải không vậy? Đây này. Đây này, cái đậu xanh này. Làm sao đây em ơi? Lên bả này. Ui dồi ôi thanh niên. Tưởng nó gài mìn cơ. Nó mà gài mìn thì hơi dã man. 8 túi máu hả? Hơi nhiều rồi. Mình sẽ lượm thêm đạn tiểu liên thì ok hơn. Bên trong có một đứa nha anh em ơi. Lên xe. Xử luôn thằng ở trong này. Đâu rồi bạn ơi? Nhà này hả? Thấy rồi nhá. Thấy rồi nhá. Nhiều một cái để làm gì? Làm sao đấy em ơi? Xuống đây. Vào bò đi em ơi. Không vào bò à? Nó xuống rồi nha em ơi. Nó xuống rồi nha em ơi. Chạy đâu? Chạy đâu? Chú tính chạy đâu? Chạy đâu? Lên bảng này. Thanh niên này. Mời kêu luôn. Gắt. Anh em thấy tầm này đã đủ gắt chưa nhỉ? Rồi ok, 3 mạng nữa. Cố gắng hạ gục 3 mạng nữa này. Lấy luôn tông 1 thì quá là ổn rồi nhá. Chạy vào trong này anh em ơi. Người đâu? Cho chúng nó lên bảng điểm số hết chứ chẳng đùa này. Ok, thế là xử xong hai thằng ở ngoài. Vậy là chắc ba thằng còn lại thì nó chỉ ở trong mấy khu này thôi anh em ơi. Mũ giáp súng ngon như thế này không top 1 thì công nhận là hơi bị phí nha anh em. Người đâu? Ê có xe ngon này. Mình nghĩ là tầm này lên tròi canh thì nó sẽ là một vị trí ok hơn. Nãy mình nhìn nhầm đó là cái bệ phóng thôi. Tưởng là một con xe Lamborghini cơ. Nhìn nhầm xíu thôi anh em ơi. Ok. Bo thì đang thu lại nha. Mình đang ngồi tại một vị trí trung tâm này. Đấy đứa nào chạy qua là sấy luôn anh em ơi. Rất là ngon nhá. Người đâu? Tầm này thì ngồi chờ thôi anh em ơi. Chứ tôi cũng chẳng biết làm gì hơn nữa. Nào. Ui dồi ôi. Hai đứa đã bị hạ vì bo đây đây. Thế này là solo của chiến 1v1 nha anh em ơi. 1v1 này. Cơ hội chiến thắng lúc này của mình đã lên đến đó là 50% rồi nha anh em ơi. Solo 1v1 luôn nhé. Cái đâu? Thằng còn lại mình chưa nhìn ra nó luôn cơ anh em ơi. Bo thủ ở ngoài. Thế thì cứ chạy ra ngoài cái đã. Tầm này mình nghĩ là không nên đi xe làm gì cả. Nó sẽ lộ vị trí anh em ơi. Ok. Check xem thằng có ở đâu. 1v1 cảm giác cũng hơi lo lắng xíu này. Nhưng mà với cái bộ trang phục mới này, Lily này, tự tin lắm anh em ơi. Tự tin top 1 luôn chứ ngại gì nhở. Bên dưới này thì không có rồi. Thế thì thằng còn lại chắc chắn là ở bên trên. Chỗ nào rồi em ơi? Mình chưa nhìn ra nó anh em ơi. Chẳng biết là nó đang trốn chỗ nào cơ. Đây. Bo tiếp theo sẽ thu tại đây. Ủa? Anh em nhìn ra thằng cuối chưa? Tôi chưa biết nó ở đâu luôn anh em ơi. Bên dưới thì không có đây. Bên trên bên trên. Bên trên cũng chưa nhìn ra này. Chỗ này hả? Không phải luôn. Ông ngắm nhiệt mà anh em. Xoay qua nó sẽ hiện người vàng kè luôn cơ mà. Thằng cuối đâu? Trốn đâu rồi hả em ơi? Ê đừng nói cắn bóng người Bo nữa nha. Đâu vậy ta anh em? Nhìn chưa ra luôn. Vãi trưởng nhở. Này Bo càng ngày càng nhỏ rồi này anh em này. Thế này đã đủ căng chơi anh em. Đủ căng phết. Không đùa đâu anh em ơi. Tầm này hơi căng đấy. Để tôi xem từ cuối đâu chơi anh em này. Con chó ba si đang chạy theo tôi này. Người đâu? Ủa? À đây rồi. Đây rồi hả? Chạy đi em ơi. 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 Lên bảng. Yes. Tôi một luôn. Mình một kill này. Ngon lành. Xả hàm bóng kèo nhanh em ơi. Rất là nhiều bóng kèo nhá. Lựu này. Tên. Top 1 lần này anh em ơi. Ăn mừng nhá.
top 1 với 11 kill này. Khá là ổn nhỉ anh em. Ui, được cộng tận 66 điểm cơ, ngon. Yes, như vậy là mình đã có được 11 kill nha anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.